Ổ voi, ổ gà, những hồ nước đồng đang là những cái bẫy rình rập đối với người dân khi lưu thông trên tuyến đường độc đạo này. Sinh sống hai bên tuyến đường này, hàng ngày người dân không khỏi xót xa khi thường xuyên phải chứng kiến các trường hợp ngã xe, nhất là đối với các cháu học sinh thường xuyên qua lại mỗi khi trời mưa. Cũng nhu cầu rằng đó là các cấp các ngành bên trên là cũng giúp đỡ tạo điều kiện được sửa cái đường đi cho các cháu, vừa là cái đường cho bà con trong Tết đi ra đi được an toàn, sau là các cháu học sinh, chủ nhất học sinh để đi cho các cháu để có cái đoạn đường từ bàn chùa về đây mà cũng phải đến bàn chùa mà các thôn lên nữa từ đây về tới trường để có cái điều kiện để học tập các thầy tôi. Bà con nhân dân đã đóng góp rất là nhiều lên để tu sửa, nhưng mà với cái mét đồ lớn và tải trọng nặng cho nên là cái quá trình tu sửa là không đảm bảo, cho nên là cứ một lần làm xong thì sau một mùa mưa thì nó lại xuống cấp nghiêm trọng trở lại, và đến nay thì rất là khó khăn trong cái việc giao thông và vận chuyển của bà con trên địa bàn. Được biết tuyến đường này trước đây là công trình quà tặng của Thủ tướng Phan Văn Khải dành cho người dân địa phương, nhất là khi người dân ở thôn Tam Hiệp bị ảnh hưởng bởi sự cố sụt lún đất. Qua gần 20 năm khai thác vận hành, do ảnh hưởng của các đợt lũ lụt lịch sử và phương tiện vận tải phục vụ các dự án trên địa bàn cũng như vận chuyển hàng hóa nông lâm sản, gỗ rừng trồng, nên mặt đường nhanh chóng bị xuống cấp, hư hỏng. Trong khi đó, với điều kiện của địa phương thì rất khó khăn tìm kiếm nguồn vốn để nâng cấp sửa chữa, mà chỉ có trông chờ vào sự hỗ trợ giúp đỡ của tỉnh và của ngành giao thông vận tải. Đây là cái tuyến đường trung tâm của xã, cũng đi qua 8 trên 10 thôn của xã, và cái lưu lượng giao thông và bà con đi lại đây là rất là nhiều. Và hiện nay thì cái tuyến đường này cũng xuống cấp rất là nghiêm trọng qua nhiều cái đợt mưa lũ trong những năm trước, nên là hiện nay cái việc mà đi lại của người dân rất là khó khăn, đặc biệt là các em học sinh. Thì với cái khó khăn như thế, cái điều kiện của xã hiện nay cũng rất là khó khăn về nguồn ngân sách, cho nên cũng kính đề nghị các cơ quan chính quyền cấp trên tạo mọi điều kiện quan tâm về ngân sách để hỗ trợ đầu tư xây dựng để bà con nhân dân của xã Cam Tuyền thuận tiện trong việc đi lại, trong sản xuất cũng như là trong thực hiện các cái công việc của bà con. Tuyến đường độc đạo này đi qua địa bàn của 8 thôn: Ba Thung, Bản Chùa, Bình Mỹ, Đâu Bình, Tân Hiệp, Tân Hòa, Tân Lập, Tân Quang, với hơn 1.000 hộ dân sinh sống. Và hơn lúc nào hết, chính quyền và người dân địa phương mong muốn nhà nước sớm quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường này, vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, vừa góp phần vào xây dựng xã Cam Tuyền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.